Rồi, giờ đi đâu? À, giới thiệu là đây là vùng đất Houston, Texas. Thì mọi người là đều nói là đây là vùng đất xưa nay là vùng đất cao bồi. Đúng rồi. Nên luật của tiểu bang Texas này là cho phép mọi người sở hữu súng dễ hơn. Và việc mà buôn bán súng hợp pháp là rất là phổ biến. Và ai cũng có, ngay cả anh Kim cũng có súng, ai cũng có súng. Rồi cái kỹ năng mà bắn súng cho đúng á thì ai cũng có tập. Mà trong Houston nó có nhiều cái trường bắn hay cửa giải trí luôn á. Mọi người mua vô đó mua đạn và mướn súng bắn. Thì ở đây nông trại của mình là có một cái vực, khu vực tập bắn rất là thú vị. Rồi bây giờ xin mình mời đi. Chị Thơ đi. Đi Thơ với bạn bè Thơ. Đi. Bây giờ mình đi bắn súng. Chị Thơ nói là đi bắn súng. Bắn súng này Thơ nói nhanh là mình đang đi tập luyện sử dụng súng một cách mà chính xác và văn minh. Phi biết bắn súng không? Súng hơi trong chợ, gọi là hội chợ mà, hội chợ ăn nít thôi. Chưa cầm súng kiểu như chuyên nghiệp, súng đạn chì ha. Mình là đạn chì nhỏ nhỏ anh. Dạ, đạn chì thứ thiệt. Bay, rinh. À, rinh, rinh là đây, rinh là cut up. Luật này của riêng tiểu bang Texas là áp dụng anh ha. Riêng hết, không ai giống ai. Mình bắn súng á, trước khi mình qua một cái tiểu bang khác á là mình phải tìm hiểu coi cái tiểu bang nó có cho mình đem súng qua tiểu bang đó hay không. Có nhiều tiểu bang đâu cho đâu anh à. Đã tới trường bắn súng rồi. Đây trường bắn súng này. Em với Thơ thi đấu với nhau nha Thơ. Thơ thể hiện đi. Bắn mấy hộp đạn. Ok. Mình ngang đây thôi nha, đừng có đi qua khỏi cái xe. Dạ. Có mất hả? Đừng ha. Mà tại vì cái vấn đề là safety đó, an toàn á. Dạ. Tại vì nếu mà mình có người đứng đằng sau lưng mình bắn là mình không biết họ có bắn. Thành ra lúc nào mình cũng phải đứng sau cái người bắn. Để coi. Đây là cái bảng. Để mất á. Bắn súng. Đâu? Bước chúng đầu bay. Tiên. Bước đầu tiên là cầm hai cái cục bỏ vô lỗ tai à. Đâu cho em cho phải, em. Phải để bảo vệ trước đi. Bảo vệ tai và màu mắt. Cam luôn nè. Tiếng thầm thanh. Phải bảo vệ mắt nữa đó. Ù á. Bảo vệ mắt luôn. Để vệ mắt hả? Tai và mắt tại vì sợ nó văng. Mắt mình đâu có đeo mắt kiến đâu, quên mình đeo rồi. Mắt kiến thì tốt hơn. Chết cha quên đeo mắt kiến rồi. Cái chỗ của mình đó với lại mình cũng là mình control mọi thứ đó, cũng không đến nỗi nào. Rất là bảo vệ an mà toàn. Cũng đeo lỗ tai. Cẩn tắc vô ấy đấy ha. Rồi nãy tự nhiên bỏ cái mắt kiến nhà. Tại vì cái này nó chỉ có xảy ra có một lần một thôi. Dạ, đúng rồi. Mình không thể nào mà có lường được. Không có chấp nhận cái rủi ro được. Có một cái rủi ro nào hết. Đây là cái viên đạn của cái súng lớn nè. Cái này là cái shotgun. À, súng cái viên shotgun. Đạn này. Thì trong này nó có những cái viên nhỏ nó bắn nó tỏa ra. Ghê cái ha. Này là shotgun. Cái giống như đạn hoa cải á. Ở đó, này hoa cải đó. Ừ. Này là hoa cải đó. Lát mình đâu bắn cái này? Có. À, có luôn. Nguy hiểm quá vậy. Cho bịch lỗ tai không nghe gì hết. Mở ra chút bịch lại. À, đây đó, không là khi nào mà chuẩn bị bắn thì mình mới bịch thôi. Cái này là cái đạn mà mình sử dụng để mà bắn bình thường nè. Là cái đạn này là đạn 9mm. Ê, chết rớt. Ồ, sai. Ê, rớt. Ồ, cái đạn bự ghê luôn. Đạn 9 ly. Đã ha, đạn thiệt luôn á. Vậy mình đang tập bắn súng thiệt, đạn thiệt hả? Ừ. Wow. Tưởng súng đạn chì chứ. Ừ, dạ mày. Quá. Awesome. Này là súng thiệt đạn thiệt. Rất là thú vị ha. Ừ. Thôi, phi tập đi nha. Không, Thơ trải nghiệm. Không dám sợ. Ừ, trải nghiệm đi. Đây là vùng đất cao bồi. Đây là cái... Tiểu bang cho phép mà, luật tiểu bang Texas. Trước hết đó là mỗi một cây súng đó, cái điều quan trọng của mỗi cây súng đó là cái... Lúc nào mình cũng phải nghĩ cái điều lệ đầu tiên của súng á là mình đều nghĩ là cây súng này lúc nào nó cũng có đạn. À. Tuy là anh lấy đạn ra rồi nè. Ok. Lấy đạn ra rồi mình vẫn phải check
Mình phải xác coi cái này nó có đạn hay không. Là không có đạn. Nhiều lúc nó lạc, không có lạc, nó chậm. Cẩn tắc vơi này. Mình không biết được. Súng lúc nào cũng nghĩ là cái súng có đạn. Thành ra bây giờ biết nó có đạn gì? Vẫn nghĩ là nó có đạn. Thành ra cái khi mình cầm cái súng á, lúc nào phải hướng về cái phía trong, mà mình willing to destroy, tức như là mình sẽ phía kia, mình sẽ bắn nó, mình hướng nó, chứ mình không để quay tùm lum vô vô ấy. Tuy là mình biết là nó có đạn. Cái đạn này đó là đạn để đạn tự vệ, nó khác. Với lại cái đạn này mình trải nghiệm đạn xịt á, để mình tập. Có hai loại đạn. Đúng rồi, nó khác nhau. Anh thấy cái đầu này không? Nó liền. Còn cái đầu này á, nó gọi là hollow. Nó lõm vô này nè. Thì khi mà nó đụng đó, cái khi mà nó đụng cái target đó, thì nó bể ra. Và nó đứng lại. Còn cái đạn này đó, nó đụng target nó có thể đi xuyên qua luôn. Và nó có thể đụng cái người bên kia. Thành ra cái khi này tự vệ là sao? Mình chỉ muốn bắn cái người xấu thôi. Nhưng mà mình không muốn là nó đi xuyên qua, nó đụng hai người tốt. Khác nhau. Nó đụng một người tốt, đứng phía bên kia. Có khi nó xuyên qua mà có khi nó không xuyên. Nó đụng người kia. Có khi nó không xuyên. Không, cái này là nó sẽ không xuyên. Không, cái kia có khi nó không xuyên không? Nếu cũng có thể là mình làm sắc sao mình biết được. Hiểu không? Thành ra cái vấn đề là nó sẽ xuyên. Cái này là nó sẽ xuyên nè. Ngay chính cả nó bắn qua xương nó cũng xuyên luôn. Mạnh ha. Cái này nó bắn 9 ly là to hả? Đúng rồi. Thành ra cái khi bắn là mình bắn bằng cái đạn này. Lần đầu tiên chúng ta. Thành ra anh sẽ lấy cái này ra. Để lại cái đó là để chỉ để tự vệ, hy vọng là không bao giờ mình sẽ xài. Tại vì hễ mình xài cái này đó là mình phải xài cho tới nơi tới chốn. Xài cái bản đó, tự vệ hả? Cái người đó phải nằm xuống. Đúng rồi. Cái người xấu đó phải nằm xuống. Còn nếu mà mình bắn họ mà họ không nằm xuống đó, họ vẫn có thể giết mình. Họ vẫn có thể giết mình. Thành ra cái khi mà bởi em ta nói ở đây nhiều khi cảnh sát lạm dụng phải bắn tội bắn ác quá này nó, nhưng mà không, họ được huấn luyện đó là cái khi bắn đó là phải nhắm 4-5 phát, 6 phát để cho cái người đó chứ còn hễ mà họ còn sống là họ đều bắn có thể giết người này. Họ dùng cái đạn này thì họ sử dụng đạn này. Còn cái này đó là cái đạn để mà mình để mình tập. Mà đạn này nếu trong thực tế là bắn là có thể xuyên qua hả? Cái này nó xuyên qua. Bắn dính người khác. Nó xuyên qua nó đụng người khác. Rất là nguy hiểm. Sợ quá. Em cứ tưởng là đạn này nó vẫn nằm lại. Bây giờ. Ghê ha, lần đầu tiên ha. Lần đầu tiên trải nghiệm á, đầu tiên thấy chỉ thấy công an rồi thôi. Cái mình đang ở trên vùng đất là tiểu đúng. Bang. Không. Texas là cho phép. Với lại cái đất này là đất riêng của mình. Dạ. Và đất mà trên 20 mẫu, 20 acre ở đây đó. Đất mà trên 20 acre là mình được quyền săn bắn. Cái đó. Khi săn bắn là mình được quyền sử dụng súng. Hay quá. Thì cái này là cái băng đạn nè. Bỏ vào đây 5 viên. Đó là mình mới bỏ vô. Đây là cái súng cầm tay. Súng tay này cái loại là nhỏ để mà chi để mà mình có thể để mà mình có thể carry được. Để anh bỏ vô cái này nè. Nhét ở đây. Nhét vô. Con thấy hết. Bỏ vô trong này nè. Người dân mà. Nó kêu lớn không làm. Làm gì không? Phải hai tay. Hai chứ tay em bắn một tay không nổi đâu. Em chưa quen em bắn một chưa tay. Chưa bao giờ luôn á. Em bắn một tay là chưa. Trải nghiệm ha thơ ha. Trời. Thơ thử nè hai ba viên ha. Chuẩn bị tinh thần. Cái điều thứ nhì. Dạ. Ngón tay em không bao giờ được để vào trong đó. À. Cho đến lúc mà khi nào bắn để vậy đó, để vậy đi ha. Không, để dọc theo cái này. Đó, à vậy đi. Ok. Không bao giờ bỏ vô. Đúng rồi. Chỉ bỏ vô, không bao giờ bỏ vô. Không bao giờ bỏ ngón tay vô. Không bao giờ bỏ. Chỉ lúc nào thế nào bắn thì mình mới bỏ vô. Tắt bắn xong bỏ ra. Bỏ đạn rồi vô chưa anh? Chưa. Đây chưa bỏ, bây giờ bỏ rồi. Vô kìa. Cầm nè. Rồi, okay. Nhưng mà tập cho em cái này không có đạn trước ha. Bây giờ cái này nó đang mở nè. Bây giờ để mình lên đạn nó thì vậy nè. Ở đây. Ok. Nó có cái nút bên hông này nè. Anh Kim lên bắn luôn đi. Không vậy là lên đạn đó. Hai viên đầu Kim bắn. Bây giờ em thọt tay vô đây ha. Hả? Làm bắn. Vậy thôi, bỏ đạn okay. Rồi anh bắn mỗi bắn lần bỏ vô. Bắn trước đi. Đây là mình mới lên đạn lại. Bắn nữa. Ok, mới lên đạn. Mỗi lần cái này là tại vì mình không có bỏ đạn không vô có đây. Đạn. Chứ còn nếu mình bỏ vô là vậy? Nó tự động nó lên. Đạn. Nó gọi là semi automatic là như vậy. Vậy bỏ vô, lúc nào cũng bỏ vô phải không? Đây em thử bắn thử coi. Bỏ tay ra ngoài trước. Bỏ cái ngón tay ra ngoài trước. Chừng nào chuẩn bị bắn mới thọ bỏ ngón tay vô. Bỏ vô. Đó. Em thấy cái súng em nó nhúc nhích không? Cái khi em bóp không? Là nó hụt tùm lum hết rồi đó. Kéo mạnh buông ra. Kéo mạnh rồi buông ra. Hai tay. Ok, để chỉ cho khách hai tay. Cái khách hai tay mình hai tay ha. Nhảy. Ok. Cái tay mình vô đây là nó vô ngay cái chỗ này nè, cái khớp này ha. Khớp đây. Đó là nó ra vậy, nó cầm vậy ha. Còn cái tay này á là mình vịn cái này, còn cái ngón này mình vịn bên này.
mình nhìn ngay cái chỗ này để mà chi, để mà cái súng nó khỏi qua này qua này. Ok, với lại cái này cầm đây để cho nó giữ chặt cái này để nó xuống lên xuống. Mình bắn là chỉ có cái này thôi, mình kéo nhẹ lắm, kéo rất là nhẹ. Nè, kéo nè ha, em coi cái này nè. Hai tay rất là nhẹ. Nó vậy thôi. Ok, nè để em cầm. Thôi để ảnh bắn trước đi. Ngón này, ngón cái này chỉ lên, ngón cái này chỉ xuống. Đây. Đó, cầm nó chạy cắt lại. À vậy ha. À, em thấy cái súng nó chặt chưa? Cái để vậy ha. Cắn lên, để lên đây cũng được. Để lên cái chỗ này. Đây đi. Đây nè, đó. À ok. Đó, bắn tới đây. Thấy không? Nó không nhúc nhích nhiều nữa thấy không? À ok. Nào, khoan. Ok. Khoan. Để coi cái tay bên này. Bập lại. Chắc cố luôn. Nè, ta. Buông ra. Buông ra kia, đừng kéo vậy. Kéo mình buông ra. Buông ra cái rụp. Chúng ta nó kẹt đạn. Đúng không? Rồi. Okay. Nào, cái nhắm á là vậy. Anh thấy cái lỗ này không? Thấy lỗ rồi. Ok. Thấy cái đầu này không? Cái trắng này không? Thì cái trắng này là vô cái target và làm sao cho cái này nó ngay giữa cái này. Và nó thẳng với cái này. Thẳng luôn. Thì là nó đúng. Em nhìn thử coi đúng không? Thấy rồi. Nhìn thấy được không? Rồi. Ok. Và bắn á, đứng vô này em bắn á là bảo đảm em bắn cái đó không trúng đó. Đúng rồi, phải đánh bắn ở, đứng ở giữa chứ, đứng ở đây nè. Tại vì phần lớn á, những cái chuyện mà nó xảy ra đó, nó xảy ra quốc tiên 10 feet thôi. Ok, cũng như là khoảng này. Ok, cũng như đó là nãy đậu cái xe khoảng này thôi. Ok, thì đứng khoảng này thôi, là mình đứng đằng sau, mình đứng chỗ cái xe này là được nè. Ok, nó là ngang đó. Đó. Ok. Thử không? Rồi, ok, thử một viên. Ok. Anh kia làm trước. Anh bắn trước đi. Anh bắn cái này để ngăn dán đèn, dán lỗ tai vô. Ừ. Rồi, động tác chuẩn luôn. Bộ không dán lỗ tai lại biết lỗ tai hả anh? Không, hơi ồn. Ồ lỗ tai đó. Hả? Nó tử lắm. Nhất là cái súng kia kìa. Cái súng này thì dễ, súng này không có đến nỗi nào. Súng này thì ok. Anh khớm. Hai tay. Ok. Trời ơi. Trời ơi. Kìa ha, thấy chưa? Thấy không? Trời ơi, ghê thiệt. À, ghê, chưa trúng. Ủa sao em thấy cái đạn nó văng ra ngoài vậy anh? Anh không, cái vỏ đạn thôi. Cái vỏ. À cái vỏ hả? Không không. Trời ơi, nghe mùi pháo quá. Được coi là được. Nghe mùi sắc pháo. Hai lỗ. À. Anh bắn mấy lỗ? Anh hai cái. Hả? Cái này với một cái đâu đó. Nè cái này. Này. Trời ơi. Sao mình biết cái lỗ nào của mình mới bắn? Bây giờ mình phải cái này nó xài cũ rồi đó. Bây giờ mình phải xài lại. Vậy hai cái lỗ này là đúng. Hồi nãy đáng lẽ anh đâu cái xác đạn đâu rồi? Cái không, cái, bên kia lẽ em lấy cho. Cái đầu đạn đâu rồi? Không, cái đầu đạn nó văng vô đó. Nó văng vô trong này hả? Văng qua bên đó. Rồi lùi lại. Nó văng qua bên đó. Đi. Rồi lùi lại. Ù nó kêu nghe lớn quá. Ừ. Nó nghe mùi pháo. Bịt tay rồi đó. Nếu không bịt tay. Rồi mình lùi sau lưng anh Kim, lùi lại em luôn. Okay. Bây giờ nè, để tay vẫn còn cái này hôm nay. Dạ. Trong này nó đang có một viên đạn nằm bên đằng nữa. Một viên tiếp rồi. Okay. Rồi tính. Thành ra lúc nào quấn tay mình ra ngoài ha. Bỏ tay ra ngoài. Ok, cầm vô. Được không? Ừ, em đang nhắm nha. Để nhắm đã. Ừ. Từ từ. Kéo. À, không. Kéo nhẹ cái cò xuống. Chết cha. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Đâu đó đó, đâu. Gần không? Tức là anh cũng thấy rồi đó. Của em. Từ từ okay, lên. Bây giờ em nhắm thử. Em biến ra một viên nữa thôi. Em giúp. Nhắm thử chỗ nào. Sao đứng ở giữa đứng nè? Phi đứng yên quá vậy. Không sao đâu. Cái nhắm chữ X đi. Không sao đâu. Không có đúng. Cũng vậy thôi. Này nhắm chữ X. Để em nhắm ra nhắm. Nãy như em được chữ X rồi đó. Lên đạn chưa? Trời nó rung ghê ha. Méo bên kia rồi. Méo qua bên trái á. Bên trái quá hả? Mình nó giật quá ha. Rồi, thôi được rồi. Hai viên đủ rồi. Cuối đi. Cứ bắn đi không sao đâu, anh còn nhiều lắm mà. Đi cuối đi. Nó giật ghê quá làm sao bắn được. Hả? Thì em kéo nhẹ thôi, kéo nhẹ thôi. Nặng không Phi? Nhẹ hiểu à. Cái cây này nhẹ lắm. Khi mà hết đạn á là nó rồi. Là nó hết rồi không? Bắn đâu có được nữa đâu. Thì hết rồi không? Ừ. Rồi. Nhưng mà lúc nào cũng phải check. Thì cái khi mà hết đạn vậy đó, cái điều đầu tiên em làm á là như nè. Điều đầu tiên là em bấm cái nút này.
để mà rớt cái này ra. Dạ. Ok, để bên này nó không có gì hết nè. Dạ, rồi sao đó chết. Rồi. Không rồi đó thôi, không có gì hết. Thôi em không bắn đâu. Bắn đi. No, no. Nó giật cái à. Thôi sợ. Bắn đi. Thôi. Rồi biết tao không bắn phải không? Rồi. Nó không bắt bắt bắn thử mà không. Không cầm mấy không có đạn thôi. Nó nặng lắm thôi. Rồi coi bà Tám bắn nè. Rồi. Mặt hình sự. Rồi đẩy vô. Đẩy vô thôi. Đẩy mạnh vô đi. Chưa được. Chưa đẩy hả? Để súng không đi anh. Ừ, súng không đi. Nè. Súng không đi đừng lấy đạn. Đây đây. Kéo cái này xuống nè, nó mới vô. Rồi cho bà rồi bóp. À, rồi. Đây đây, để ngón tay ra ngoài trước. Ngón tay trên trước. Không, cầm sát cái này nè. Đúng rồi, thôi cầm sát vô đây. Đó, cầm sát vô. Đó, đúng rồi. Ô, từ từ, nhóm đi. Cái ngón này cầm dễ lên chút xíu. Rồi, cầm sát cái này vô. Đó, hai bên sát lại với nhau, cầm chặt lại với nhau. Đó. Đó, bỏ ngón tay này ra này, khoan chừng nào bắn á rồi hãy bỏ ngón tay vô. Đó, rồi chuẩn bị bắn. Chừng té đái á. Kéo cái ngón tay thôi chứ đừng cái giật cái tay vậy đó, kéo cái ngón tay. Đó, vậy thôi. Ồ quá hay. Cái súng không nhúc nhích đó. Đúng rồi. Thấy không? Rồi, bây giờ cầm dây. Rồi lên rồi đó. Giống lại, đẩy. À đúng rồi. Rồi ngón cái. Đừng để trên này, để dưới thôi. Vậy thôi chứ có gì đâu. Ok. Rồi. Okay. Viên thôi, viên thôi. Viên thôi. Rồi bà Tám canh thơ bắt đầu được trải nghiệm một viên thôi. Một viên mà rất là nhẹ nhàng, giống như pháo vậy đó. Nhưng mà đương nhiên mình tay phải mình là vợ thì mình giữ chặt thôi, giữ chặt tay phải ha thơ. Rồi bắn một viên là xong, trải nghiệm thôi. Nhắm kỹ. Để lâu nhắm kỹ nè. Rồi đừng có bỏ vô, để cái ngón tay thẳng ra. Cầm cho chặt rồi để thẳng từ từ. Nhắm kỹ chữ X á. Rồi. À, thả lỏng, giữ chặt ngay tay phải, giữ chặt tay phải nó giật á. Rồi, giữ chặt lên. Oh my soul go. Oh my soul go. Sao rồi? Xong chưa game? Rồi trả lại game. Trả lại đi. Ơi ghê quá. Ghê quá, sợ quá. Nó giật cái viên đạn. Bây giờ thôi đi, đứng đó đi. Để em lấy cái viên. Ủa nó ghê được, nó giật cái tay mình lên luôn á. Nè, cái vỏ đạn nóng luôn á. Cái vỏ đạn. Đó, thấy chưa? Ừ. Đó, cái đầu đạn nó như có hỏa khí á, nó chui vô đó. Trời nóng rồi, ghê luôn á. Dẹp đạn đi anh hả? Em hết chưa? Còn thêm bắn đi. Mấy cái vỏ đạn đâu rồi? Cái vỏ đạn này nó văng vô mặt là thôi. Nhiều lắm, nó văng nhiều lắm. Nó văng tứ phía. Nhiều lắm. Ok. Trời ơi, như vậy là cũng khó đó, bắn trúng lắm mình nha. Cái này dẹp còn hết. Súng đi, em tới kiểm tra. Dẹp súng đi, tới kiểm tra. Rồi, dẹp hết súng đi. Rút à, đạn ra đi anh. Rút đạn ra hả? Hả? Dẹp xuống. Dẹp xuống. Vy nó sợ bắn trúng đó. Bắn trúng cái này nè. Thơ thơ. Hả? Không, cẩn thận. Đó. Em bắn cái này. Anh Kim là cái này. Hình như thơ hả? Ý, em bắn cái này nè. Thơ đâu? Thơ đâu ai biết. Hồi nãy đâu có ba lỗ này đâu. Em bắn được sát hơn nè. Sẵn hơn nè. Thơ thì không thấy. Có thể thơ nằm trong đây. Em 3 viên, anh Kim 2 viên. Có khi nào em này không? Không, này xước rồi. Mà thơ có giữ chặt cái tay không? Có, chắc là cái cục này thơ nè. Chút nữa cho thơ bắn cái súng bự kia đó, bắn vô. Thôi bây giờ mình kiểm tra rồi ha, chụp hình nha. Rồi thơ cho thơ một cái viên cuối cùng. Coi nó nằm đâu nha. Nè, để chụp lại nha. Đúng không? Rồi, làm dấu. Rồi, cho thơ một viên. Lùi lại. Trời ơi. Lùi lại, mình lùi. Đúng lại. Hả? Kim lùi. Đó đi. Mình giữ. Ghê quá. Thôi vậy ok, bắn xong rồi nó mới giật. Cho nó trước đó mình phải giữ chặt. Đó, rồi. Đây. Bây giờ lợi đứng gần chút xíu. Rồi đứng đây. Dạ ok. Bỏ ra để đi. Dành kỷ niệm cái này. Ok, rồi, lát tôi lượm. Ok. Nên nhớ bây giờ là lúc nào nó cũng có đạn rồi. Rồi đó. Dạ. Để ngón tay cao lên. Ngón tay ra ngoài. Rồi cái tay. Cái này sát vô đây. Sát lên. Giữ chặt. Rồi, ngón tay ra ngoài nha. Cái này ôm cái tay kia. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôm chặt tay phải, quan trọng tay phải chặt lên. Chưa, nhắm đi. Tay phải chặt lên. Rồi nó là tập trung. Rồi nha, bắn á. Rồi. Tập trung từ từ. Oh my soul. Bỏ cái tay ra liền. Rồi, bỏ cái tay ra liền. Bỏ cái tay ra liền. Rồi, viên nữa đi. Viên nữa. Tập trung lên. Giữ chặt tay phải. Nhắm ráng đi chứ ít. Giữ chặt tay phải, thả lỏng, giữ chặt lên. Giữ chặt không sợ gì hết. Giữ chặt nha, ráng đi, trúng. Giữ chặt. Ôi bà xuống.
đi. Nó có văng vô mặt không? Nó văng sần sao nè. Rồi bỏ ra ngoài. Rồi bỏ ra rồi. Rồi thôi em. Thôi trả lại. Hết đâu đi. Còn mấy cái nữa đó. Thôi ráng cái nữa, bỏ ngón tay ra ngoài nha. Rồi, ngón tay ra ngoài. Giữ chặt. Giữ chặt, giữ chặt cái tay phải. Rồi, thả lỏng. Nhắm kỹ chữ X á. Giờ cái dấu á, cái chỗ nhắm á, từ từ, từ từ, từ từ. Nhắm một mắt, này thơ. Cái này với cái này. Cái này nó nằm ở giữa. Rồi cái này nó nhầm vô chữ X, đúng không? Cái này nhầm vô chữ X, này nằm vô giữa cái lỗ này. Giống như thơ ráp cái cục màu đó vô cái rõ. À, vô chữ X nha. Sao nhắm mắt bên phải thì nó phải đi dày. Nhắm mắt bên trái thì nó phải đi dày. Miễn sao mà thấy thôi. Một mắt thôi. Một mắt thôi. Hai mắt cũng được nếu mà biết cách là. Một mắt thôi nhưng mà chữ X. Giữ chặt cái tay phải, giữ chặt. Từ từ đi. Giữ chặt tay phải chưa? Rồi, giữ chặt tay phải. Ừ. Rồi. Bỏ ngón tay ra, bỏ ngón tay ra, bỏ ngón tay ra. Bỏ ngón tay ra. Số 8 á hả? Thôi rồi được rồi, mình kiểm tra lại. Được. Con đảng đóng bắn cho. Thôi. Bắn cho hết luôn xong rồi cho nó buông ra luôn. Ờ, đó, thôi, được ưu tiên đó. Nhìn tướng bà Tám này ớn quá. Dạng chân kìa. Tập trung nha, ráng chữ X. Từ từ đi, không có gấp. Rồi, giữ chặt lên. Này súng thiệt và đạn thiệt. Bà Tám đang trải nghiệm kỹ lưỡng. Rồi, hết chưa? Bỏ ngón tay ra. Bỏ ngón tay ra. Rồi. Ha, tới kiểm tra coi. Kiểm tra. Thôi có chụp lại bằng chứng. Đâu? Từ thơ nè. 1 2 3. Để tôi chụp bằng chứng. Thấy không? Đó, mình là tôi nè, tôi nè. Thơ 1 2 3. 4 giật tùm lum hết. Đúng không? Thấy tôi với ảnh sát nhau không? Tại nó giật lên á. Tôi với ảnh sát nó giật lên nè. Của thơ nè. 1, giật số 9 nè. 2, 3 này mới ha. Ở này cũ. Ở trên kìa. Cũ, đây. Thơ là 4 vi hả? 1, 2, 3. Cái này là không đúng nè. Biết rồi. Không, mà viên thứ tư là bắt đầu quen rồi. Nó không có giật nhiều. Không giật nhiều. Ghi lại vô. Cái tay yếu mà. Bây giờ, em sẽ bắn chỗ nào? Em lựa chỗ đi, chụp hình đó rồi bấm coi nó có thay đổi gì không. Bây giờ chụp chỗ bắn chỗ số 9 hay là số 7 này đi. Số 8 nè. Số 8 này đi, rồi chụp hình ngay đó. Chỗ này chưa có dấu đạn đó. Rồi okay. Số 8. Em bắn. Bắn nữa hả? Cất rồi hả? Đây. Mọi người 5 viên chứ. Kỷ niệm. Ủa đi kiếm cái à. Thôi đừng kiếm đâu. Cái đầu đạn đâu rồi ta? Nó đâm sâu lắm. Ồ, nó đâm sâu ha. Nó đi sâu lắm hả? Đầu đạn nó đi sâu. Nó vô trong cát rồi, sao lắm chứ em. Trong cát rồi nè. Ghê quá. Đầu đạn màu trắng, màu vàng. Cái mảnh đạn á. Vỏ đạn hả? Thôi được rồi, khỏi, không sao đâu. Đến đây. Rồi, đó, bắn đi. Đây, còn cái nè. Rồi. Số 8. Biết làm cái này chưa? Biết lốt cái này chưa? Nhớ ha, cái lúc mà em lốt vô xong đó em kéo cái này xuống, đưa ngón tay nè, gạt cái này xuống, cái này nó văng vô. Dạ ok, kéo lốt vô, kéo xuống. Ok, đẩy mạnh vô, mạnh nữa. Gì? Đó hơi yếu, bấm. Rồi, vô rồi đó. Để ngón tay lên, ngón tay lên, thấy không? Cầm vô. Sát vô. Sát vô đây. Ok. Đó. Số mấy? Số 8 phải không? Số 8. Ok, đưa ngang tầm mắt. Em làm chắc được á. Ồ, không có giật cái tay lên giống như bà 8. Ủa mà có không? Nó đâu? Có trúng không? Không có. Không, bắn tiếp. Nó kỳ quá. Trời ơi, giỡn vậy. Xuống một tí mới được. Cái này đúng là sai một ly đi một dặm. Đúng rồi. Xuống một chút mới được. Hình như hơi cao quá. Ôi xuống. Trời ơi. Chết rồi. Sorry anh Kim, không thấy đâu hết. Đó 8. Rồi lần cuối cùng. Ồ dạ. Đâu rồi?
Thôi thua rồi. À. Còn nữa, còn đang nữa đó. Làm đi. Kỳ quá. Không được. Sao vậy? Phi cũng giật cái tay lên trên, phi để cao quá đó, để xuống một tí mới được. Ờ. Vậy là em nhớ là chỉ có lẫy cò thôi, chứ đừng có nghĩ là cái súng mình nó sẽ giật hay là nó không giật gì hết á. À. Chỉ có lẫy cò thôi. Ờ. Phải tập trung, chỉ có lẫy cò thôi, thở thật nhẹ. Chứ đừng có gồng, em gồng á là cái khi em bóp cái đó cái nó giật cái tay lên. Ờ rồi. Đúng rồi. À. Phải để thật là điều. Ok, hết đạn, vô coi. À. Đường cái à. Tắt đi. Vô check coi sao. Bấm này hả? À, em lấy cái tay phải á, tay phải bấm. Bấm rồi rớt cái này ra. Đó. À, hết rồi hả? Thôi coi kiểm tra coi còn đạn không? Hết rồi hả? Kiểm tra. Kiểm tra đây nè. Đúng kìa. Hả? Trúng kìa, số 8 kìa. Nãy trúng bằng đầu. Trúng ngay số 8 luôn. Vậy là 4 viên hả? 5 viên. Em có 5 viên. À, hết đạn rồi nè. Đúng rồi. Hết đạn không? Ở hồi nãy có trúng đây cái nữa nè. À, trúng dưới nè. À, trúng đây nè. Kéo xuống. À. Hình như trúng đây nè. Số 9. Đúng rồi. Mà trúng được cái này là gớt rồi. Mà tả hơn bà 8, bà 8 trúng trúng trên đây nè. Bà trúng cái đó. Đi kiếm đầu đạn coi. Bây giờ có cái xuống đây là bà 8 chắc chắn sẽ trúng nè. Súng bự á. Súng bự hả? Ồ ghê hả? Trúng bự luôn. Tả đang kìm vỏ đạn nè. Đem về làm kỷ niệm. Không thấy cũng súng thiệt á thôi. Ừ ghê quá. Nó cũng nhẹ lắm. Nhẹ lắm nè. Sợ quá. Thật là đời mới không anh? Cái này mới. Ủa có áo anh? Áo sản xuất của áo hả? Áo Austria là áo châu Âu á. Đúng sao súng Mỹ anh sao anh? Súng Mỹ sao? Nó vậy. Hết rồi hả? Hết đạn. Không phải hết. Ừ. Mà mình khóa ngòi đó, mình bỏ vô trước khi bỏ em đâu thấy anh khóa cái ngòi đâu. Lên đạn ghê quá. À. Mà tại vì cái khóa luôn đi. Không phải cái này không có, cái này mình không có đạn thôi. Nó không có lên được. À, nhưng mà ý là khóa luôn. Cái mà nó không, lúc có đạn thì mình có khóa không? Không cần. Không loại khóa hả? Tại vì nó không có nổ được. Ừ, à, nó mình nó có bóp đâu nó nổ. Cái này đi. Có cái kia đi đâu ai là nhảy liền. À. Đúng rồi. Rất là nhanh để mà có chuyện liền. Okay, nào. Bỏ túi đi chút đem về. Cái này. Ok, nếu mà có thằng Cody đó nó cho em cái súng mà trung liên đó bắn đạn lắm. Súng đi săn á hả? Hay là cái súng này là súng là khác nữa. Súng đại liên nè. Súng hoa cải. Súng là súng bắn tẻ, bắn tỉa hả? À. Okay. Sao chụp hình tôi cái ha. Ok. Cái này đó nè, tại nè, có nè, có cái đèn nó sáng nè. Này ban ngày á, mình sáng ghê chưa? À. Cái này trước hết á, cái đèn này á, trước hết á, rọi vô mắt á, là con mắt người ta là chóa luôn. Chóa và mù luôn. Ghê. Ok, thành ra cái người mà mình chống nó đó, là mình bấm cái này trước. Cũng nguy hiểm cho nó chói. Nguy hiểm cho họ đó. Để mình không có bắn nó. Mình bấm cái này trước, mình rọi nó, với lại để mà mình thấy cái target của mình. Dạ, sáng lắm. Thôi mình bắn hụt. Ok, đó là cái này. Ok, xong rồi đó em dòm vô cái này đó đã, ha. Dòm vô cái này đó nó sẽ có một cái red dot. Ok, em kê vô vậy ha, em nhìn em sẽ nhìn thấy có một cái đó. Sẽ có một cái chấm đỏ. Thì cái chấm đỏ đó là để mình nhắm đó. Mình bỏ cái chấm đỏ vô trúng vô cái chỗ ngay cái nòng á. À, đừng bỏ ngón tay nhớ nha. À, để cái tay cao lên. Cái này vô đây, để đây hả? Vô đây. À, ok. Tập lên sân nhìn coi trội nặng lắm. Thôi bỏ cái mặt vô đây. Đó, em thấy cái chấm đỏ không? Chấm đỏ rồi. Thấy chấm đỏ ha. Ok, thấy chấm đỏ là em để cái chấm đỏ vô cái chỗ đó. À. Là nó đó. Cái này thì nặng. Nặng lắm. Thôi chơi được đâu. Nhưng mà chị không, chứ anh bắt được thơ bắt được thôi. Ôi, không sợ mình ơi. Nhìn thơ ghê luôn. Không, thơ trải nghiệm đi thơ. Thôi. Một viên thôi. Thử chứ. Nhưng mà cái này là sao anh Kim nói là rất là dễ trúng. Trúng tại vì nó tại nó bự á. Cái viên đạn nó bự á. Không, nó nhiều viên đạn nhỏ. Nặng lắm á. Nặng lắm hả? Nhiều viên đạn nhỏ à, nói như vậy thì nó trong này nè. Nó trong này nè, nó mở ra. Trời nặng lắm. That's why mà cái đó nó phải có sợi dây đeo đó em. Vì nó đè nó khiên không nổi nữa. Ừ, nhưng mà đâu có khiên ngoài được. Dây đây. Dạ. Yeah.
vô này ha. Rồi bỏ xuống. Lúc mà đeo á, đem đi á là nó về. Đúng rồi. Mình nắm cái này nè, mình kéo cái là rút lên. Dạ. Yeah. Rút sát nè. Đó ha. Là đi á là đi về. Để mà chuẩn bị cái đó, nó sẽ buông ra một cái là đưa lên là bắn rồi. Đưa lên ngay đây, thấy không? À. Xuống đây. Dạy. Hiểu không? Ừ. Đấy. Đã quá. Bây giờ anh bỏ vô trong cái... Nhưng mà súng này người ta cũng cho mình mua trước luôn hả anh? À. Cho mua. Đó. Đúng luật pháp thôi. Đó, luật pháp của... Tháo cái này ra nè. Bên Texas. Nóng cái này kéo một cái là nó tụt ra. Dạ, dạ. Đó, nó rộng ra. Texas. Mình cầm cái tay này vô đây. Dạ. Trong này. Trời, nó chập á. Đủ chưa? Mở, mở. Mở cho mày đi. Đó. Rồi. Đó, rồi. Có đạn trống không anh? Đó, à. Mở tay thì chưa để nó xuống vậy. Thấy không? Chỉ tợn không? Chỉ tợn không? Lát mà thơ trải nghiệm nha. Đâu chứ. Dạ. À, ok. Rồi để anh dai coi. Đây là kỹ năng quân sự cần thiết của để anh dai đi. Cái này là cái Benelli M. M4 này là cái súng này nó design okay, cho tụi Marine đó. Tiêu điểm màu đỏ. À, anh thấy cái màu đỏ không? Rồi có nè nè. Thấy chưa? Okay. Đó, bằng bên đó, bằng bên này cũng là tia. Ơ, à, để vô luôn đi. Thôi tắt đi. Tắt pin. Nó xài pin dữ lắm đó. Đúng rồi. Cái đèn trời nặng lắm á. Vô không? Đi rồi, viên đầu tiên. Chuẩn bị tinh thần à. Viên đầu tiên. À. Dạ, ok, viên đầu tiên. Chị để ngón tay lên nè. À. Đừng chĩa xuống đất. Dạ. Ok, nào. Cái này nó vô đây đó là phải bấm cái này nè. Được bấm giờ. Cái này cái là nó vô nè. Dạ, rồi vô đó, là lên đạn rồi đó. Rồi, để ngón tay để cao lên nè. Để chuẩn bị tinh thần. Cái này vô đây. Cài sát cái này dạ. Nè, đưa cái mặt xuống. Trời mỏi cái tay giống thời. Trời sao? Ơi. Đứng chân dạ. Trước. Đứng thiệt luôn á. Bỏ chân ra, chân trước, chân sau. Bánh chân ra. Đúng là phải đi tập tạ đó. Ờ, giống như là tập đó. Tạ đúng là chiến binh giỏi. Người ta rất là khó ha. Trời ơi. Là thơ không chiều lớn. Chết cha. Không sao, không sao. Thôi chơi số 7 bên phải. Ngay giữa đi, bắn cho mất cái chữ X á. Trời má ơi. Ngắm lù nó mỏi tay. Ô su. Trời ơi. Rồi coi, xí. Chưa. Ừ, cái vỏ. Vậy là chưa đạn vô đúng không? Cái vỏ nè. Rồi, bắn có một cái này. Ô cái này. Đã quá. Giơ tay lên. Nghe mùi rồi, cũng gần pháo ghê luôn. Đâu có tệ. Not too bad, not too bad. Trời ơi, cái này đây luôn. Cái lỗ đó, cái lỗ nè. Đó. Đúng rồi. Wow, cũng ok anh quá. Ha. Vậy là cũng not too bad đúng không? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, ngay tâm rồi. Mà phải bắn sao mà cái này bể cái này lên ra. Dạ. Bể, đúng rồi, phá chứ ít đi. Rồi, giơ tay lên. Mình phải giơ tay. Không, cái đó thì em đeo cái súng á. Cái này nó đeo là nó chỉa ngang vậy là được rồi. Chỉa ngang. Nó chỉa vậy. Đúng không? Đeo vậy đúng không? À. Nó vậy thôi. Cái vỏ nó bự quá vậy hả? Ờ, nặng đây ha. Nó có nhiều đâu, cái viên đạn nhỏ ở trong. À. Nhiều cái viên đạn thiệt, trong. Viên đạn nè. Vỏ nó nhựa hả? À. Nhiều viên đạn nhỏ. Tại vì nó nổ cái này nó đẩy mấy cái viên đạn nhỏ ra. À. Đầu đạn á. Còn nhiều cái này nó văng ra ngoài. Ừ. Cái vỏ đó. Nhiều đầu đạn nhỏ. Giờ đánh thơ đi. Thôi. Đó, làm thử cái nữa. Cái nữa. Mày đẩy lên bấm chứ. Cái này. Bấm đó. Cái này. Rồi, vô rồi đó. Đẩy tay lên. Rồi nhắm chữ X tiếp. Ừ. Ôi bà su. Trời ơi, được rồi. Trời ơi, gần rồi kìa. À, gần cái chữ X luôn nè. Ồ, đã thấy không? Hay không? Hay quá, trời ơi. Rồi, nhát vô thơ, nhát vô. Nè. Đó, gần luôn, thấy không? Hồi nãy là cái này, gần đây nè. Hồi nãy là dưới đây. À. Giờ nó gần đây luôn. Ghê thiệt. Ghê trời thiệt. Ơi. Quá trời hay. Khởi chiến binh coi. Hello. Hay quá. Nặng lắm á. Nhưng thôi. Mà cự ly vậy cũng ok. Mà súng này là cự ly không mấy trăm mét anh. Cái kiểu mà... À, cũng bình thường mà. Còn súng mà của dân bắn tỉa đó. Cũng ghê ha. Súng dân bắn tỉa là khác. Súng này là 100 mét mà là đảm bảo. Rồi, cầm đây đi. Rồi, đến anh Kim. Cho bà Tám. Bà Tám, rồi. Ráng thôi. Buông đi anh cầm. Buông đi anh cầm này. Buông đi anh cầm cho. Dạ, dạ, anh cầm cái dây đi. Ừ, anh cầm. Dạ. Không, anh cầm cái này nè. Cầm dạ. Đạn. Rồi, này chưa có đạn, không sao thôi. Cầm đi. Rồi. Không cầm. Để vậy nè. Cái này cầm trúc trên này lên
Thằng bé cái này cây vô dai. Đúng rồi. Được chưa? Trời ơi nặng quá. Rồi rồi từ từ. Anh kia em vịn giùm. Đã lộn. Bỏ ngón tay cái lên. Lấy cao, đừng có đụng vậy đó. Cái tiền ngoại không? Hả? Thấy cái chấm đỏ không? Quan trọng là giữ chặt. Đưa cái chấm đỏ vô ngay cái chữ. Tại lúc bắn cái là ok rồi, đúng không? Quan trọng là giữ chặt. Rồi anh Kim bắt đầu. Anh Kim giữ giùm. Thôi rồi nha bạn. Từ từ, thả lỏng. Cầm phụ cho. Rồi ráng gồng. Thôi cho chị cầm luôn. Hả, cầm không? Xuống. Bỏ xuống liền. Cái chấm đỏ đâu rồi trời. Bỏ cái mặt vô đây nè. Kê cái má, kê gò má vô đây. Đó, nằm xuống. Thấy không? Chưa thấy cái chấm đỏ. Chưa thấy nhấp nhoáng à. Ờ, kệ nó đi, nhắm ngay cái thằng đó bắn nó không được hả? Mỏi quá, ráng đi. Chưa? Bắn nha. Thấy chấm đỏ không? Từ từ. Bóp nhẹ thôi. Viên đạn này quý lắm. Bóp nhẹ thôi. Thấy chấm đỏ không? Thấy chứ ít. Chứ ít. Bóp nhẹ thôi, thả lỏng. Trời ơi trời. Để giật kìa. Để giật kìa. Lùi. Em đang sao? Bả là mi à, nhỏ trời con. Trời. Nó đẩy bả đi. Nó giật mình ra sao luôn. Trời ơi. Giật sao? Nó giật bả lùi đi lùi ba bước. Sao? Bả lùi đến bao bước được. Trời ơi trời. Thôi bây giờ đến anh Kiên. Okay, anh bỏ một viên đầu vô đó, mấy cái viên này đó em có thể bỏ thêm mấy viên nữa. Dạ, dự bự. Bỏ thêm sáu viên nữa trong. Ồ, sáu viên nữa để bắn liên tục á anh. Bỏ nhiều viên. Đạn này là giống như đạn hoa cải á. Được á. Đây đây đây, hồi nãy nè. Đó, bà tám nè. Nè, bà tám ở đây nè. Not too bad. Đâu nè, tệ. Cũng gần đây nè. Phi nè bà tám đây nè cũng gần, cũng gần nè em đây nè đó cũng ngay cái tâm điểm cũng ngay đây chín điểm bà tám được 9 điểm rồi mình lôi rồi lôi lại dạ lôi nữa đi tuyệt vời lôi nữa đi đã quá hồi hộp ha anh thi trải nghiệm đã thiệt á wow ôi ôi đó được chữ ít rồi đó. Chưa ít, đã quá. Dễ hả? Rồi, đó. Rồi, đóng lại luôn hết chưa? Dặn vô trong cái đó luôn á ha. Phá luôn cái chữ ít á. Hết đang. Rồi, dẹp được rồi. Trời ơi, nó dặn vô trong cái đúng rồi. Cái đất, nó vùng đất lên luôn á. Bể đất luôn á. Bể đất luôn ha. Trời ơi, phá luôn chữ ít luôn nè. Cái vị trí này nó rất là xuất sắc nè. Rồi, cái này nó dễ hơn súng lục á sao vậy? Nãy nó vô đất luôn, nó dằn đất bẻ hơn. Làm sao nó ổn định đạn. Hơn? Không. Với lại cái đạn nó tỏa ra. Thành ra âm dễ trúng hơn. Nó dễ. Còn cái viên đạn này nhỏ xíu đây nè. Nhỏ. Này với viên đạn nó bự cho nên trúng dễ. Khi bắn trúng chứ ít luôn rồi nè, phá luôn nè. Wow. Một viên này bao nhiêu đô? Viên này hả? Một hộp này nó không mắc lắm. Viên này chắc cũng chừng mấy chục xem. Trời ơi, đạn rẻ vậy? Rẻ ha. Trời hộp kêu nhiêu, hộp viên nhỏ nhỏ kêu nhiêu? Cũng cỡ vậy, gần kia mắc hơn nè. Thằng này rẻ hơn. Mấy đô hả? Mấy đô rẻ lắm, mấy sen. Còn thằng kia thì là khoảng một chưa tới đô. Trời, có mấy sen rồi hả? Rẻ quá ha. Nè, quá trời đây nè. Cho thơ bắn lại coi. Thôi. 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 Cầm không nổi luôn à. Cầm nổi. Cầm đi thôi. Giật một cái. Đạn đó. Còn mấy viên này bắn hết luôn. Hả thôi. Mấy viên này bắn hết rồi. Quay ha. Phi bắn rồi Phi. Ok, nhắc đây. Bấm cái này, bấm cho nó lên đạn. Bấm bằng ngón cái mới nổi. Đó, lên, xong rồi cái viên này đó. Anh cho em bay ba viên luôn, hai viên. Ok, làm viên cuối cùng viên này đó cũng ghê gớm lắm mà mấy chục sen nè. Ok, em đẩy lên, xong rồi em đẩy nó vô trong. Đẩy nó. Đẩy lên. Đẩy vô, đẩy mạnh vô. Rồi. Rồi, ba viên đi. Đó, đẩy lên, nhắm vô. Ba viên. Nhắm vô. Ba viên nên nhắm số 9. Ngẫu nhiên. Rồi, chơi luôn đi. Trời ơi. Số 9. 5 viên luôn. Hết rồi. 7, 8, 9 đi. Rồi, ra xíu sau.
Trời ơi, hết rồi anh. Vậy hả? Ok, rồi, để lấy. Hết rồi. Ok. Làm sao? Ok. Để đừng bỏ tay vô. Bây giờ là chuẩn bị bắn đó. Ok. Rồi, bây giờ muốn bắn gì? 789. 789 ở trên đó hả? Dạ. Đó, ok. Trời, cái tên ngoại này thấy mà thơ không biết. Ờ, sao không thấy ta? Rồi, bây giờ phá số 8 nha, phá số 8 ở trên. Ghê quá. Ở đâu vậy? Bên phải hả? Ở dưới. Ở dưới rồi chết rồi. Số 9 bên hông á. Ai mà xu. Đó, đó. Cái dài phải. Ừ. Cái dài nó đập vô trong người mặt mình luôn à. Ở dưới. Chết mày. Nằm ở dưới thấy không? Phải lên trên chứ. Ôi. Bắn trúng con ong kìa. Không. Mạnh quá. Mỏi quá. À, xin lỗi. Mỏi quá. Chỉ ngang qua đây nè, chứ đừng chỉ xuống đất. Dạ, dội lên không? Mỏi rồi hả? Mỏi chứ. Nãy 4 viên. Đưa cho ảnh bắn tiếp đi. Sao, để bắn đi. Rồi, còn viên cuối cùng. Bắn luôn đi. Thôi, mỏi. Đừng chỉ xuống đất của chừng á. Đừng có gồng. Làm bình mấy tụi chiến binh là nó cầm đâu có mỏi hả? Ừ, tụi này bắn 10 viên liên tục. Không, mỏi thiệt á. Đi cái này cả ngày nó mà. À, nhưng mà nó bắn. Uwasi. Ở dưới. Còn thấp á. Lên, Hết rồi. Hết rồi. À, 4 viên hết rồi nè. Hết rồi. 4 viên này nè, 5 viên. Nó mở ra. Hết chưa anh? Nè, nó văng sao nó văng có một chỗ vậy anh? À vậy hả? Không biết tôi. Trời ơi, điếc con tài. Lụm. Bên mà bịt lại đó hả? Bịt lại nó có ngang không? Ngang chứ. Rồi nếu mà không bịt cũng ghê lắm á thơ. Lụm đi làm kỷ niệm. Ok. Rồi, lấy cái kỷ niệm đi bắn súng. Lấy cái bịch lỗ tai ra. Nè. Con thấy cái này đã không? Đã. Nè Phi. Hai loại súng. Hai loại cái loại đạn. Cái cây trung liên của đi mới đã. Ai là bắn đó. Lần của AR là Liên Xô hả? Không, không cái đó là AK là khác. À, AR là nó nói chung thôi. Rồi. À, ok. Còn này đầu đạn nữa nè, bằng cao su. Cái này là trang bị. Nhét vô tay đó. Nhét vô tay. Rồi. Kỷ niệm nè, đem đóng về kỷ niệm nè. Mình đã từng bắn súng nè. Để lên nửa già á Phi, nhìn mấy này nhớ. Cali đâu có. Ừ. Ôi, giờ bữa nữa bắn nữa. À. Trời ơi, đâu biết nào mới qua đây bắn con. Đây. Ừ. Để dành làm kỷ niệm. Anh lên. Nếu muốn mình chỉnh lại tức là mình muốn số 8 bắn nhắm. Đúng mình rồi. Nhắm ngay số 7. Không tập lại thôi, tập cho nó cho cái tay mình Phi. Nó nãy á, Phi bắn á. Cái tôi đứt sau lưng sau dài Phi á, cái dài Phi giật vô trong mặt tôi cái bạc mấy lần luôn. Đúng rồi. Ghê thiệt, giật. Còn mà thơ bắn cái súng đó là lùi 3 bước luôn. Thơ bắn nhẹ cân quá. Nó giật luôn, ngã ngửa đằng sau luôn. Hèn chi mình thấy trong phim á. À. Mấy người mà người ta không có rành bắn súng mà người ta như tự vệ cái người ta cầm cái ta bắn đại mà nó giật cái tay lên á là đúng á hay ghê. Còn nếu mà phim mà bắn không có giật á là xạo ha. Bắn không giật là giật. Đúng rồi. Không mấy nếu mà nó cầm chặt á là em là không thấy nó giật luôn á. À, có khi nó chặt được á, em không nghĩ là chặt cỡ đó. Nó cầm hay lắm. Chặt mạnh được á. Ha. Dạ, cái tay nó mạnh lắm. Ừ. Quen rồi. Vẫn không vậy. Nè, có giống trong phim nó bắn vậy nè, phi. Nó bắn vậy nè. Nó bóp còn cái nó làm vậy nè. Không. Bắn chéo. Bắn chéo à hay là thật? Không biết nữa. Thì con mình coi trong phim thấy trong vậy phim đó. Thì nó nhiều lúc nó bắn súng thật ha. Thật hết cho nó thật. Mà cái đầu đạn bằng giấy. Giấy nó cũng sát thương à. Nó bắn mạnh lắm. Mạnh lắm. Ok thôi, không có xuyên thôi. Rồi, lên xe. Đã quá. Chiến binh. Đã không? Chiến binh bắn súng. Rồi, nào đi. Đã thành công gian dội. Rất là bỏ đây cho nó dễ. Bỏ không đó đi. Chút nó về lấy. Cảm giác. Dòm quá. Lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn đúng không? Đúng rồi. Nhỏ đến lớn mới thấy được súng quân dụng ha. Ừ. Đạn thật. Mà bây giờ được trải nghiệm hai loại súng khác nhau và hai loại đạn khác nhau. Thân đảo quá ha. Thơ cũng bắn nè. Ừ. Bắt đầu không chịu. Bắn đi. Tại vì sợ. Này bỏ vô trong đó. À kỷ niệm. Không bỏ vô. À, bỏ này. Gì kỷ niệm cái đó của ảnh đó. Rồi ok. Cảm nhận. Trời
Trời ơi, nếu vậy mấy cái người mà đi lính á, ta cầm súng nặng lắm ha. Trời ơi, vậy tội nghiệp quá ha. Đi hành quân. Ôi ôi. Cái súng như ba lô và cái súng được đó thì nó nặng bằng 1/3. Trời ơi, cái súng nó nặng quá rồi còn đem theo đạn nữa. Ai à, là bao nhiêu ký nặng hơn cái nãy không anh? Không ai à. Nó nhẹ. Nhẹ hơn. Cái shotgun là cái nặng nhất. Cái súng nãy tên bằng AK hả anh? Shotgun. Shotgun á. Tức là trên trên tên shotgun là súng lục chứ súng lục tiếng Anh là gì? Không, súng nhỏ này à. Súng ngắn. Handgun à. Súng tay thôi. Hàng chi em cứ nghĩ là dùng súng shotgun mà mình mới thấy là mình tưởng súng lục. Ai ngờ trong mấy cái bài báo á, mấy cái vụ người á, có khi nó dùng shotgun luôn á. Ha. Shotgun để chi biết không? Không phá cửa nó vô. Tại cái đó nó bắn bể cái ổ khóa được. Không phá giữ. Bắn chỗ khóa đó. Dạ. Bắn bể cái khóa rồi nó mới vô được. Shotgun là chắc, với lại shotgun em bắn em không cần phải nhắm nhiều, thấy không? Nếu mà ở gần là bắn là trúng à? Trúng chắc à? Trúng chắc luôn. Sáng. Thật ra không cần phải nhắm, thật ra đưa lên là bắn. Mà súng lục nãy mình cũng not too bad ha, cũng ok phải không? Được, ok. Thơ bị lạc, lạc gan, mà thơ cũng ok. Cái loại này là cái loại nhẹ, loại này là cái loại mà để mà carry, để mình đem theo đó. Thành ra cái loại mà bự hơn chút đó thì là nó nặng hơn, nhưng mà thật sự cái bự hơn nó là chính xác hơn là cái này. Bự hơn sao? Cái này nó dễ hơn. Đúng rồi, cái đồng nó dài hơn. Bự hơn thì nó không có chuyên nghiệp hơn. Cái viên đạn nó đi thẳng hơn, nó đi ngay hơn thì là không có bảo mật an ninh rồi. Điệp viên mà thấy súng lục. Điệp viên không thấy. Trời đã xế chiều. Hết nắng rồi. Chương trình hôm nay rất tuyệt vời ha. Cảm ơn anh chị đã thật sự. Lần trước cũng anh chị cũng hứa là vô cái trường bắn á, đương nhiên lúc đó ở Houston trung tâm. Không phải là của mình. Của mình thì ha. Nhảy xuống biển tắm nữa nè. Tắm. Cái này là hồ đúng không anh, chứ đâu phải biển phải không anh? Cái hồ. Biển gì ba? Vậy thôi, hỏi sóc. Hỏi biết trả lời sao nữa. Tại nãy nghe ảnh nó nhảy xuống biển tắm. Ảnh gài thơ mình, mình tưởng biển thiệt. Chim hót kìa. Nhảy từ cành này qua cành kia. Đó, ba đây. Chim nè. Con này là cái loài chích trời đó. Chim nó hót kìa. Nó kêu lớn người ha. Mình có một cái recording của mấy chim buổi sáng. Yeah. Có mấy cái recording đẹp lắm. Dạ. Mỗi mùa một loại con vàng. Có cái bài hát hái về không? Thà là chim bay vui quên tháng ngày đó. Thà là mây trôi lang thang giữa bầu trời. Bên sông có một người nhìn theo. Thà là bên em cho em tất cả. Bởi vì yêu em nên anh mất cả. Đừng mênh mông tháng ngày dài, tháng tháng suốt cuộc đời. Hà ơi, người yêu ơi, da thịt mát tình nồng say. Người yêu ơi, đêm nồng những lần hẹn hò, vòng tay buồn đời. Tình yêu chơi vơi. Người. Ý là cái ông nóng thất tình cho nên ông nó ông thà ông làm chim bay hả? Đúng rồi. Hỏi thất tình hả? Ông nhìn chim nhìn bay là nó rất như là quên hết sự đời anh em ạ. Thật sự là quên hết sự đời. Vô đây nè, quên hết sự đời. Cái ông này công nhận ông ở đây cũng quên hết sự đời thiệt á. Nhà của mình đây, trời đã sập tối và chúng ta về và chúng ta ngủ. Ngủ một giấc trong chuyện tranh cổ tích á ha. Cô bé ngủ trong rừng, trong đây có có cô bé ngủ trong rừng là bà ngoại á. Ngoại là cô bé ngủ trong rừng. Chăm sóc bà ngoại như cô bé đó. Nhà này là chủ yếu là gỗ và được 20 rồi, tuổi rồi xong. Okay, cảm ơn anh nhiều nha. Tuyệt vời. Rồi, chương trình đi bắn súng đến đây là hết. Rất là không chào tạm biệt các bạn. Hãy quên được.